theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thái nguyên trong kỳ nghỉ lễ ngày mùng hai tháng 9, sau khi tiếp nhận thông tin ba học sinh tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên mắc bệnh phải chuyển đến điều trị tại bệnh viện trung ương thái nguyên trung tâm kiểm soát bệnh tật thái nguyên và với trung tâm y tế thành phố thái nguyên thực hiện điều tra giám sát các trường hợp cụ thể ghi nhận bước đầu cho thấy trường hợp nặng nhất là em vmc sinh năm 2008, nghìn hộ khẩu thường trú tại xã sùng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang là học sinh lớp điện trung cấp k năm ở tại phòng 209 K2, khu ký Túc Xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tối ngày 29 tháng 8, MC có biểu hiện đau bụng, nôn và được chuyển đến Bệnh viện ương Thái Nguyên để khám điều trị. Đến ngày 30 tháng 8, MC hôn mê, được chẩn đoán theo dõi viêm mảng não, viêm túi mật, bô lip túi mật. Chiều ngày 30 tháng 8, bệnh tinh của MC tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp. Bệnh nhân được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản thở máy được chẩn đoán toan chuyển hóa suy si tạng suy tim cấp viêm cơ tim viêm gan b tiền lượng rất xấu ngày 31 tháng 8, gia đình mc xin bệnh viện cho mc được về nhà sau đó mc đã tử vong tại gia đình bệnh nhân thứ hai là em hmn sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang học sinh lớp điện b trung cấp k 58 ở tại phòng 206 k 3 ký túc xá trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên Tối ngày 1 tháng 9, em N có biểu hiện đau đầu, đau bụng, sốt 40 độ C, mệt mỏi. Cán bộ y tế nhà trường thăm khám và chuyển em N đến bệnh viện Trung Thánh Nguyên, chỉ định theo dõi sức khỏe, chuyển khoa nhi tổng hợp để theo dõi điều trị với các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Hiện em N đã được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Bệnh nhân thứ ba là em TMM, sinh năm 2009, quê quán tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang học sinh lớp điện B, trung cấp K58, ở tại phòng 203 K3, khu ký túc xá trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Ngày 2 tháng 9, em M có biểu hiện co giật tại phòng và đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám điều trị. Hiện tại, em M đang được cấp cứu tại khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thở máy. Ngoài các trường hợp này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng ghi nhận 11 trường hợp bệnh nhân khác là học sinh trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên sống tại ký túc xá của các bệnh nhân nói trên và các biểu hiện khi nhập viện chủ yếu là sốt chưa rõ nguyên nhân và đang được điều trị tích cực. Sau khi có nhiều học sinh nhập viện trong dịp nghỉ lễ, trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên và với trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu ký túc xá cam bột K2, K3 của học sinh và khu nhà ăn tập thể của học sinh của trường. Cơ quan y tế và nhà trường đã cách ly toàn bộ số học sinh tại 3 phòng ký túc xá các bệnh nhân tử vong và nhập viện. Đảm bảo cung cấp suất ăn hàng ngày tại phòng, thực hiện lau sàn nhà, tay nắm cửa, cầu thang bằng dung dịch khử khuẩn thông thường, thông báo đến học sinh nhà trường tự theo dõi sức khỏe và thông tin cho nhà trường khi có biểu hiện bất thường, tiếp tục điều tra dịch tễ theo dõi sức khỏe học sinh trong toàn trường. Sở Y tế Thái Nguyên giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên khẩn trương khoanh vùng dập dịch không để bệnh lây lan trong cộng đồng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình học tập sinh sống của học sinh trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên tại xã Sân cẩm thành phố thái nguyên sau khi có một số học sinh nhập viện trong những ngày qua chiều ngày 3 tháng 9, đồng chí đặng xuân trường ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị sở ngành địa phương liên quan do chưa có kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp nên hiện nay ngành y tế chưa xác định được đây có phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay không. Song các biện pháp phòng ngừa cũng đã được triển khai kịp thời. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức các biện pháp phòng ngừa tại nhà trường, theo dõi sức khỏe và chăm sóc các điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Trong ngày 3 tháng 9, không phát sinh thêm trường hợp mắc mới. Sau khi nghe các sở, ngành địa phương liên quan báo cáo về tình hình các ca bệnh, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổng hợp các nội dung được các sở ngành địa phương báo cáo tại cuộc họp thành một báo cáo chung để gửi về Thường trực tỉnh ủy. Sau Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các sở ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang phải điều trị để các cháu yên tâm và có chế độ dinh dưỡng tốt nhất. Có biện pháp hỗ trợ cần thiết về phương tiện, nhân lực nếu nhà trường tiếp tục cần sự hỗ trợ. Các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ nguyên nhân dẫn tới nhiều học sinh của nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn. Đồng tình với đề xuất của các sở, ngành, đề nghị trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên lưu ngành nhập học sau một tuần nữa để khi có kết quả xét nghiệm, nếu không phải là bệnh chuyển nhiễm thì cho học sinh đi học bình thường.